Hay thật, mấy ông này. Anh sắp hết mẹ pin rồi, hết pin rồi về. Cứ em về nhé. Chắc thế nhờ. Ui, một đường cầu quá hay luôn. Ao, tiếc quá. Em tưởng lúc em ra sắp hết sạch rồi. Có mang cái gì đâu. Tay vợt Tomisugiato và tay vợt Hàn Quốc, điểm đang là 1-1. Rất hay, nhưng mà Sugiato đánh chắc nhỉ? Cảm giác đánh chắc thế. Đúng là top thế giới ngày xưa. Hay thế. Đập cầu rất tốt, đổi điểm 2-3. Ui, thủ chắc thật đấy, đánh chắc thật. Cảm giác nhìn an toàn thế. Xếp. Hay thế. Ui. Chắc thế nhờ. Cả hai ông đánh đều rất hay nhé. Cấp thế không biết được. Cầu trong sân. Anh em mà không xem được có nghĩa là máy bị tắt nguồn rồi nhá. Sugiato đánh vượt APAC anh em ạ. Ngoài sân. Ui giời, đập căng như thế nhưng mà vẫn không ăn thua, nhưng mượn lực tốt thật đấy. Hay thế nhở. Xem kỹ thuật sướng thật anh ạ. Xem người ta đánh nhẹ nhàng thế em nhở. Vừa đẩy nhẹ một tí đã cuối sân rồi. Đập cầu tốt.
10% rồi, chắc có khi còn 1-2%. Điểm 11-9 nghiêng về Indonesia. 12-9 vàng hay trắng tinh. Nó chỉ một màu. Anh tìm vào trang chủ APAC kiểu gì nó chả có ảnh nhiều đại diện. Đập cầu rất tốt, 12-13, chưa biết ma nào ăn ma nào đâu. Nó cứ vẫn phải đúng lịch chứ anh. Thằng nào đánh cứ đánh, còn thằng nào đánh xong rồi nghỉ chứ. Mười bảy, mười hai. Hải đang năm trước thua Suriato sâu mà. Ao. Có gì mọi người cứ để ý bài đăng của em nhé, về tối em cập nhật thông tin cho mọi người. Kèo lưới rất hay. Ông kia lại dẫn rồi, có khi trận này xếp 3 mất rồi. Ảo thật. Hết, hết là trọng tài giật của mình. Mai em sẽ cố gắng ly anh ạ. Sắp xếp thời gian live cho mọi người. Nói chung là em cũng sẽ để ý xem là những trận nào hay ấy, thì em sẽ ra live cho mọi người, chứ không live cả ngày được. Live cả ngày điện thoại cũng không chịu được. Live cả ngày có khi nổ bố điện thoại luôn. Mai sẽ sắp xếp những trận hay, ví dụ như kiểu Hùng là Hùng phải chờ hai máy nó sập nguồn hết rồi mới về anh em ạ. Có một máy bên kia nhưng mà là đang quay lại video. Giờ vẫn còn đánh anh em ạ. Chắc là chuyện cuối đấy. Four three. Khéo quá, ôi vẫn qua kìa. Toàn thực hiện những kỹ thuật khó, những cái chuẩn. Hai Hàn Quốc bắt đầu chắc ba càng đét, 17 đều. Đường cầu hay. Nói chung trận đấu này nhiều đường cầu hay lắm, nhưng mà điện thoại mình hết pin không quay được. Tiếc quá anh em ạ. Quá hay luôn, trời ơi. Nhưng mà 17 đều. Ăn rồi. Vẫn chưa ăn. Rồi, kết thúc. Rất chủ động lên đè lưới. 19-18. Đập vặn sườn quá kinh. Hai mươi mười chín. Hay quá nhở. Suyato thủ mấy quả đấy ảo thật.
Tiếc quá. Điểm số 20 đều. Rất bình tĩnh cả hai vận động viên. Quá tự tin để cài lại. Hai mốt đều kìa. Tiếp tục là một pha. Rồi, trận đấu kết thúc. 23-21 cho tay vợt Hàn Quốc, rất xứng đáng.